Ngày mai đi diễn lại quái bố à? Không, à, mãi không, mãi đi Hà Nội đây. Hả? Mãi đi Hà Nội đây. À, tính là thoải mái đó. Không, nó để gói, nó kêu tôi thoải mái mới đi nữa. À, thì cái đó tôi chứ mà kéo anh ra ngày mãi đi Hà Nội. Mới xếp vấn đề đó. Con chủ mãi đi năm 10 đến đi, bố tư đi. 10 đến có 10 ngày tháng hắn đó. Con chiều đấy con là... Nếu đi tối lên đến đấy, thế nào không đến đó đứa con chơi. Hòa ức còn nhớ ngày đêm buổi đêm trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên. Ông tin cộng có lẽ mấy chục năm rồi, mấy chục năm nó có đây lúc này là bây giờ mới gặp nhau luôn. Người thương cạnh bờ ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Có cô bé nhà bên nhìn người lên tôi, em đưa lên YouTube đi cho con cháu con như là xem thì cô khôi ngô mấy khi à về. Cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bóng dạng từ biệt mẹ. Cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Giữa cuộc hành quân không nói được một lời, đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại mưa đầy trời, lòng tôi ấm mãi. Hòa bình tôi trở về đây, với mái trường xưa, bãi mía. Gặp em hẹn thùng nép sau cánh cửa, vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ chuyện chồng con, khó nói lắm anh ơi. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng. Hôm nay nhận được tin em, không tin được dù đó là sự thật, giặc bắn em rồi quăng mắt xa, chỉ vì em là du kích em ơi, đau xa. Chết nửa con người.
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi.